của mình thêm một lúc nữa. Xin được chia sẻ với quý vị, đây là một màn trình diễn hết sức đặc biệt của hai cặp cha con. Xin được giới thiệu tới quý vị nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh và con trai Bùi Đăng Gia Minh, nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh và con trai Lê Duy Anh, cùng nghệ sĩ percussion Nguyễn Tùng. Xin cảm ơn các nghệ sĩ.